Cùng với mục tiêu của chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Hưng Yên cũng đang triển khai kế hoạch trồng cây nhân dân, phấn đấu trong giai đoạn 2022 đến 2025 sẽ trồng trên 42.000 cây nhân dân các loại. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của người dân trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, mọi người đều ấn tượng với hàng cây keo xanh mát chạy dài từ đường 386 nối vào thôn Phương Bồ, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ. Nhận thấy cây keo dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và mau lớn, năm 2017, sau khi tuyến đường có chiều dài 1 km này được đổ bê tông, nhân dân thôn Phương Bồ đã cùng nhau trồng keo hai bên đường. Từ kết quả này, vừa qua thôn Trà Bồ cũng đã triển khai trồng hơn 2.000 cây keo hai bên các tuyến đường mới hoàn thành của thôn. Các hội đoàn thể của xã Phan Xào Nam cũng tổ chức trồng được nhiều tuyến đường hoa, đường cây phong linh và hoa ban. Mỗi khi có công có việc thì từ trong làng ra là bà con đi không có phải nón mũ thì rất là mát. Trong khi đó là chiều đến các cháu các em ra đây là tập trung vui chơi. Nhân dân bây giờ là rất là phấn khởi vì cái hàng cây này nó mang lại cái lợi ích rất là thiết thực. Ngoài cái việc trồng cây tốt rồi thì chúng tôi thường xuyên là cắt cử người trông nom chăm sóc để cây rồng rồi nhưng bảo đảm là cây sống và phát triển mạnh. Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của chính phủ và kế hoạch trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025 của tỉnh, từ đầu năm đến nay, các địa phương và nhiều ban ngành đoàn thể của tỉnh, của huyện cũng đã tích cực phát động hội viên và nhân dân trồng nhiều cây xanh. Tuy nhiên, những năm gần đây, Hưng Yên đầu tư xây mới nhiều tuyến đường và vẫn còn nhiều tuyến đường chưa có cây xanh. Nhà nước đã đầu tư làm các con đường như là các cái hàng cây hàng cối, cây xanh bóng mát là chưa có. Vì vậy là cảnh quan nó không đẹp. Thứ hai là trên môi trường đi lại thì là nó sinh ra những cái bụi bẩn. Trong nhiều hội nghị quan trọng của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải quan tâm triển khai trồng cây nhân dân, nhất là việc phủ xanh các tuyến đường giao thông mới. Hiện nay thì tỉnh đã có chủ trương là xây dựng 70% đường tỉnh, đường huyện thì phải phủ kín trồng cây xanh. Thì tỉnh cũng đã có, thì huyện tôi cũng đề nghị các xã cũng vậy, cũng đề nghị là các đồng chí về lập kế hoạch về trồng cây xanh. Kế hoạch các đồng chí là mỗi một đường cây của xã này thì ta trồng cây gì, thì chỉ có một loại cây đó thôi, và trồng từ bé để lớn là vừa, chứ tiền đâu mà ta mua lớn ngay, thì 5 năm sau mới đẹp, thì bắt đầu lớn là vừa, thì huy động nhân dân ra chăm bón, rồi huy động hỗ trợ thêm. Đây là cách thức thực hiện đấy, là trồng cây. Những hàng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan cho các tuyến đường giao thông mà còn góp phần cải thiện môi trường, điều hòa không khí trong những ngày nắng nóng. Sự tích cực của các cấp, các ngành và của người dân trong việc tham gia trồng cây xanh cũng là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với mục tiêu chỉ đạo của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng xanh, sạch, đẹp.